Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình chia sẻ một số loại mồi câu cá dầu đếm cho anh em mới tập câu biết nha. Thứ nhất là mình sẽ câu ruột cá điêu hồng, hoặc là mình lấy cái ức của nó có mỡ mỡ, nó sẽ nhạy nha anh em, hoặc là ruột cá khác cũng được nha anh em. Thứ hai là mình có thể là câu con cá chép hay là cá điêu hồng con mà nó nhỏ nhỏ nha anh em, mình câu mồi chạy, mồi sống chạy vẫn được nha anh em. Tiếp theo là mồi cháo nè, mình có cháo rết, cháo cua, cháo nhện, cháo gan gì đó vân vân vẫn được nha anh em. Tiếp theo đó là mồi húi nha anh em, mồi húi là mồi bông gòn đó, có thể là mồi trao, nó vẫn đánh bằng bông gòn, mình vấn là mình đánh vẫn được nha anh em. Rồi tiếp theo đó là mình câu mồi ruột gà, ruột vịt đó anh em, mình có thể câu tươi hoặc là mình móc vô lưỡi sẵn và mình để 1-2 ngày cho nó có mùi á, nó có mùi lên á thì nó sẽ nhạy hơn nha anh em. Tiếp theo mình thấy là câu mồi trùng nè, trùng nó tanh tanh, trùng dế dế nó cũng nhạy dầu đếm nha anh em. Tiếp theo mình có thể đánh là mồi trái cây, ví dụ như là bần, chuối, sung, mít đều vân vân, miễn trái cây là được nha anh em. Tiếp theo mình có thể là câu mồi chuột nha anh em, chuột chuột con thì sẽ nhạy hơn, và chuột bự mấy mình nướng mình khò lên đó rồi mình cắt là mình dài khúc, mà cái phần nhạy nhất là cái phần bụng đó anh em, nó có mỡ. Tiếp theo là mồi, mình có thể là đánh mồi heo quay nha anh em, heo quay mà có nhiều mỡ một tí, ít thịt thôi, mỡ dưới da nó sẽ nhạy. Rồi có một loại mồi này đó, có cao nhân chỉ mình đó, nhưng mà mình chưa câu thử nha anh em, đó chính là cầy đó anh em, cầy mà cũng có mỡ dưới da đều á, nó nhạy lắm anh em, tại cái mỡ cầy nó nhạy lắm nha anh em, nhưng mà mồi này mình chưa thử nha anh em. Rồi tiếp theo là mồi cám ủ nha anh em, cám mình ủ chua á, nhưng mà cám thì nó cũng hên xui nha anh em. Rồi anh em có còn loại mồi nào mà câu dầu đếm á thì bình luận giúp mình nha, hoặc là anh em đã câu loại mồi nào mà lên cá rồi á, có thể là bình luận cho mình biết nha. Rồi cảm ơn anh em.